Ở đây ấy, thì cũng có một cái bộ tài liệu và gần như là dụng cụ ấy, để cho các học viên có thể là tự học diện chẩn tại nhà. Em cũng chia sẻ luôn là cái này ấy, thì chúng giúp cho chúng ta tự học, tự tự điều chỉnh được cái kiến thức của mình, tự nghiên cứu thêm được để cho chúng ta học được tốt hơn. Đấy, thì cái bộ dụng cụ mà có thể gợi ý được cho các học viên để chúng ta đỡ phải đi tìm ở đâu xa ấy, đó chính là những cái dụng cụ căn bản nhất. Ví dụ như thế là cây lược mini này, một cây giò huyệt này, một cây sao chổi này, đó, một lọ dầu cù là này. Những cái này là những cái mà gọi là gì ạ? Ngày nào gần như chúng ta cũng dùng đến và ai cũng phù hợp, ở trong gia đình mình ai cũng phù hợp. Nó có thể thay thế cho cái tủ thuốc mini của gia đình nhé. Một hộp ngải cứu này là nên có này, và ba cái cuốn sách này là bộ bộ ba cuốn sách để mà tự học tự nghiên cứu. Cuốn sách chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng, một cuốn sách dạy chẩn ABC và cuốn sách ẩm thực dưỡng sinh. Thì trong cái bộ này thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được gần như là rất là nhiều cái chứng bệnh ở trong gia đình rồi. Đấy, thì với cái bộ dụng cụ này và cũng là chương trình mà thầy thuốc tự thân tri ân đến các thầy cô giáo nhân cái tháng 11 là tháng của Ngày Nhà giáo Việt Nam á, thì đội ngũ thầy thuốc tự thân sẽ dành tặng một cái cuốn sổ tay chữa bệnh thông thường và một cái tờ cẩm nang. Để em giới thiệu một chút về hai cái này, tại sao chúng em lại lựa chọn. Bởi vì cái cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường ấy, sổ tay tự chữa bệnh thông thường ấy là cái cuốn mà dành cho tất cả những ai chưa học diện chẩn cũng có thể áp dụng được. Chưa học diện chẩn cũng có thể áp dụng được. Đấy. Trong cái cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường là nó rất là nhỏ này, nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng bàn tay thôi, nó nhỏ. Cái này thì mình có thể để vào túi sách, mình mang đi đâu cũng được. Và ở trong cái cuốn này á, thứ nhất là nó là song ngữ. Mình hoàn toàn có thể chia sẻ cho người thân của mình ở bên nước ngoài á, mà nếu mà muốn tự chữa bệnh hoặc là giới thiệu diện chẩn thì chúng ta có thể chia sẻ. Và từ lúc em mới học diện chẩn em cũng hay tặng mọi người, những người chưa biết diện chẩn, cái cuốn này. Đây ạ. Cuốn này thì không có giải thích, cũng không có dạy diện chẩn ở trong này, nhưng mà dạy cách áp dụng như thế nào. Ví dụ đây là cách chữa cảm lạnh cảm cúm này. Đó. Thì tất cả những cái vùng mà được đánh dấu ở trên sách này là những cái vùng mà chúng ta sẽ tác động, và cách chữa như sau này, ghi rất là đầy đủ chi tiết này và có cả tiếng Anh này, có cả tiếng Anh. Đó, thì đấy là cái cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường. Ở trong cái cuốn này thì nó có những cái bệnh thông thường nhất mà chúng ta gặp. Thông thường nhất mà chúng ta gặp ở mục lục đấy ạ. Ví dụ như là cảm lạnh này, cầm máu này, cơn cao huyết áp này, cơn đau thắt ngực này, say rượu này, cứng mỏi cổ gáy vai này, đau bụng, tiêu chảy, đau thắt lưng, đó, rồi ngất xỉu này, nhức nửa đầu, nhức răng, say sóng, táo bón, thần kinh tọa, viêm họng. Đấy, tất cả những cái này nó sẽ có trong cái cuốn này. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể mang đi đâu chúng ta giới thiệu cho bạn bè của mình. Đấy, ví dụ như những ai mà bị đau thắt lưng ấy, chúng ta chỉ cần cầm cái que giò huyệt lên, sau đó là chúng ta đánh đánh tất cả những cái vùng mà được tô ở đây, đánh hết tất cả những cái vùng này là nó đã giảm đau rồi, mà chúng ta không cần phải học quá sâu diện chẩn, chúng ta cũng có thể giải quyết được cái cơn đau của chúng ta. Đấy, đấy là cái cách mà để chúng ta ứng dụng nó ở trong gia đình. Như em là em phải tặng ông bà bố mẹ mỗi người một cuốn để cho được gì ạ? Bởi vì bây giờ ngồi giải thích thì không có tin, nên là chúng em phải bắt buộc là chúng em phải có những cái giải pháp để mà vượt qua được. Đơn giản là cảm lạnh thôi. Nếu mà chúng ta không vượt qua được cảm lạnh thì nó sẽ để lại những cái di chứng cũng khá là nặng đấy chứ. Ví dụ như có người bị cảm cảm lạnh xong rồi dẫn đến cảm cúm, bị cúm virus ấy, rồi bị COVID ấy. Chúng ta thấy nặng không ạ? Một tuần là bình thường, 10 ngày là bình thường, thậm chí có người uống thuốc vào ấy, nửa tháng cũng chưa hết bệnh, rồi nó dai dẳng, ho triền miên luôn. Cho nên là gì ạ? Những cái này là những cái mà trong gia đình mình nên áp dụng. Đấy. Và song song với cái cuốn sổ tay này, chúng em có một khóa học do cô Đinh Thị Hương Thảo hướng dẫn cặn kẽ từng bài một, cách làm từng bài một trong cái cuốn sổ tay này. Đấy, thì cô Hương Thảo đã có một cái series hướng dẫn cái cuốn sổ tay tự chữa bệnh này rồi. Em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình để chúng ta biết được là chúng ta sẽ bắt đầu học nhé. Ví dụ như thế là một bài để chữa cảm lạnh cảm cúm thì mình cũng sẽ được học ở trong cái cuốn này. Đấy, thì trong cái cuốn sổ tay bày bày sẵn ra như này. Bày sẵn là như thế này, chúng ta sẽ được học và được cô hướng dẫn cách làm từng bước một như thế nào, làm như thế nào. Đấy, rồi cái cứng mỏi cổ gáy vai, cái này cũng rất là nhiều người bị này, thì chúng ta cũng sẽ được học ở trong những cái buổi học tiếp nhá. Thì đấy là cái cuốn sổ tay. Thế còn một cái món quà mà em nghĩ là nó sẽ vô giá đó chính là cẩm nang diện chẩn. Cái cuốn này lấy cảm hứng từ một cẩm nang để đi du lịch.
ở trong này có toàn có rất là nhiều những cái đồ hình để chúng ta ứng dụng như em nói này, đồ hình để chúng ta có thể hiểu hơn về diện trần và chúng ta ứng dụng. Bên cạnh đồ hình ở đây thì nó còn có đồ hình bên bên này nữa, có một chút đồ hình ở bên này nữa. Đấy, thì cái đồ hình ở đây chúng ta sẽ được mở rộng ra để chúng ta ứng dụng diện trần. Thì em sẽ chia sẻ cái cẩm nang này nó có cái gì nhá. Thật ra bọn em chúng em dành tặng những cái món quà này ấy, mục đích là để cho tất cả mọi người có thể chủ động được sức khỏe của mình và tự nghiên cứu được cái phương pháp diện trần chứ không bị phụ thuộc vào những người khác nữa. Thì chúng em mới dành tặng những cái món quà này, tất cả đều là hiện vật chứ không phải là gì cả, đúng không ạ? Trên cái cẩm nang này á, thứ nhất này là chúng ta sẽ có một cái sơ đồ huyệt của diện trần, trong đấy bao gồm cả một cái bảng tra huyệt để chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu được huyệt của diện trần. Cái thứ hai á là ở trên cái tờ cẩm nang này á, nó sẽ có một chút lý thuyết về diện trần và đặc biệt là nó có 106 cái phác đồ thường dùng. 106 cái phác đồ này, cái phác đồ này nó khác với phác đồ ở trong sách, phác đồ này nó khác với phác đồ ở trong sách sổ tay diện trần nhé. Phác đồ ở đây thì nó thực sự là rất là chi tiết và nó rất là đầy đủ đây ạ. Em chia sẻ zoom lên cho mọi người xem này. Ví dụ ở trong này nó có những cái phác đồ này, phác đồ cụ thể này, và có những cái huyệt được sắp xếp sẵn. Đây chính là công trình nghiên cứu vĩ đại của thầy tổ của Quốc Châu. Đây chính là công trình nghiên cứu và được sắp xếp hết ở đây. Sau này chúng ta làm diện trần giỏi đến đâu thì chúng ta vẫn phải quay lại những cái bộ huyệt này để chúng ta áp dụng. Đấy. Và ở trong này nó có đầy đủ này, có đầy đủ 106 cái phác đồ, có 52 phác đồ thường dùng và bổ sung thêm 54 phác đồ gợi ý nữa. Đấy. Thì trong 52 phác đồ thường dùng thì chúng ta sẽ thấy này, có những cái phác đồ là chúng ta nhìn ví dụ như thể là tan máu bầm. Ví dụ tan máu bầm đi, riêng cái phác đồ này thì nó có một giá trị rất là lớn. Tất cả những trường hợp mà bị tai nạn, bị chấn thương sọ não hay là bị bầm tụ máu ở đâu đấy, kể cả bầm ở trong, bầm tím ở bên trong cơ thể hay là ở bên ngoài cơ thể thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phác đồ này để chúng ta giải quyết được. Đó. Những người bị tai nạn mà bị cái cục máu đông ở trong não á, đôi khi điều trị Tây y nó rất là mất thời gian mà nó vẫn để lại di chứng. Có những người 10 năm rồi vẫn còn di chứng. Nhưng mà nhờ cái bộ huyệt tan máu bầm của diện trần này thôi mà chúng ta đã giải quyết được vấn đề và đi khám không còn cục máu đông nào nữa. Nhất là những người mà bị tai biến cũng vậy á, tai biến xong có cục máu đông á, nếu mà chúng ta biết được cái bộ huyệt này chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ hồi phục được 80-90% cái tình trạng tai biến. Đấy, ví dụ một bộ huyệt như vậy thôi mà nó có mang giá trị rất là lớn. Hay đơn giản là gì ạ? Cái bộ huyệt trong này nó có là gì nhỉ? Tiêu mỡ này, rồi tiêu hơi thông khí này, đây, rồi mất ngủ này, rồi tê mất cảm giác này, lợi tiểu giảm đau này, rồi đau nhức cơ bắp này, viêm khớp này, đấy, có rất nhiều những cái bộ huyệt viêm xoang, thiểu năng tuần hoàn não, những cái bộ huyệt này nó rất cần thiết trong mỗi gia đình. Chúng ta chỉ cần mở cái tờ cẩm nang này ra thôi, chúng ta có bệnh gì chúng ta day ấn lần lượt từng huyệt một, lần lượt theo thứ tự từng huyệt. Huyệt này thì chúng ta tra ở trong cái bảng của nó cũng nằm ở trong cái tờ cẩm nang này luôn. Đấy, thì những cái trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể là ứng dụng nó, cho nên nói cái tờ cẩm nang này nó bé thôi nhưng mà thực sự là giá trị của nó là một kho báu, nó mang lại giá trị rất là lớn. Bên cạnh 52 phác đồ thì chúng ta có 54 phác đồ bổ sung này nữa, tức là tổng là 106 cái phác đồ. Ngoài ra thì ở trong cái tờ này nó có một cái phần màu đỏ này, chống chỉ định, tức là những cái trường hợp lưu ý cho huyệt. Đấy. Ví dụ như cấm ấn vào huyệt 19 khi mà nhân trung có mụn bạc đầu. Đấy. Hoặc là những trường hợp mà phụ nữ có thai ấy, thì cũng không ấn vào huyệt 19. Đấy là những cái trường hợp mà để chúng ta lưu ý. Rồi huyết áp cao, huyết áp thấp như thế nào. Thì đấy chính là cái giá trị của cái tờ cẩm nang. Bên cạnh đó nhé, bên cạnh đấy thì trên tờ cẩm nang nó có một hệ thống đồ hình như thế này để chúng ta ứng dụng. Nhìn vào đây là chúng ta đã biết là tai chính là dạ dày, tai chính là thận rồi. Đấy, để mà chữa bệnh dạ dày thì chúng ta tác động vào tai, để mà chữa thận cũng tác động vào tai. Đấy, thì những cái này là để chúng ta ứng dụng, nó là một kho báu luôn và cũng là để chúng ta chia sẻ diện trần cho người khác nữa. Và ở trên cái tờ này nó còn có một số cái dụng cụ diện trần chính hãng để chúng ta có thể là tham khảo và nghiên cứu thêm về cái dụng cụ này. Đấy, thì đấy chính là cái tờ cẩm nang diện trần mà chúng ta có thể là mang ra để chúng ta ta chia sẻ diện trần. Tổng giá trị quà tặng của hai cái tờ này ấy, nó là 60.000. 60.000. Và phần quà này sẽ được tặng cho tất cả những đơn đặt hàng liên quan đến dụng cụ và tài liệu của diện trần mà trị giá là từ 1 triệu.
từ 1 triệu chúng ta sẽ được nhận quà, và cái giá trị của quà thì nó không có nhỏ như chúng ta nhìn thấy rồi, nó không có nhỏ, cho nên là thực sự ấy, để mà chúng em cũng đã rất là cân nhắc về cái phần quà để làm sao mà ai cũng có thể được nhận, và chúng ta hoàn toàn có thể là chia sẻ lại cho được cho người thân của mình. Có những người mua đặt hàng và mua thêm cũng khá là nhiều những cái cuốn sổ tay hay là cẩm nang để tặng cho người thân của mình. Như em là đi đâu em cũng chỉ cần mang theo tờ cẩm nang thôi là em có thể giải quyết được rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ được nhận 2 cái món quà này khi mà chúng ta đặt đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Với cái đơn hàng này á, ưu tiên là tài liệu và dụng cụ chính hãng nhé. À, ví dụ như có ai vừa hỏi em là mua canxi có được không, là không được ạ. Canxi không 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 có liên quan đến diện chẩn, canxi chỉ là thức uống để bổ sung thôi, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể thôi, cho nên là không có được, đúng không ạ? Và phần quà này thì nó cũng có giới hạn đến hết ngày 20 tháng 11 để chúng ta áp dụng nó, đúng không ạ? Nên là các học viên lưu ý giúp em là lỡ sau ngày 20 tháng 11 bảo là cô đặt 1 2 triệu mà sao không tặng cô thì lúc đấy không biết đòi ai cả nhá. Được chưa ạ? Thì đây chính là cái phần quà mà ban tổ chức đã dành dành để mà tặng cho tất cả những ai mà chúng ta mong muốn được nghiên cứu diện chẩn sâu hơn để chúng ta tự nghiên cứu ở nhà. Thế còn ưu tiên cho những cô chú lớn tuổi này, ưu tiên cho những cô chú lớn tuổi. Cái tờ cẩm nang này ấy, thì nó hơi bé, nó bé là bởi vì nó chứa rất là nhiều kiến thức và nó lại được gấp gọn lại để chúng ta mang đi du lịch. Đấy, nó hơi bé, cái huyệt ở trong này nó hơi bé và cái phác đồ, cái số huyệt cũng hơi bé, cho nên là những ai mà lớn tuổi rồi ấy, chúng ta bảo là cái tờ cẩm nang bé quá cô không có nhìn thấy chữ thì đổi cho cô được không, thì chúng con sẵn sàng đổi cho cô sang cái tờ sơ đồ huyệt A4 này, cái khổ A4 nhưng mà nó chính là 3 tờ A4 gấp lại, 3 tờ A4 gấp lại. Trong này ấy, nó cũng là toàn bộ cái phác đồ của 52 phác đồ, cũng có sơ đồ huyệt, cũng có bảng tra huyệt, có tọa độ đấy, bảng tra huyệt tọa độ. Thì trong này nó chỉ huyệt thôi, nó không có đồ hình nhá. Với tất cả những gì mà đội ngũ thầy thuốc tự thân mong muốn là chúng ta hoàn toàn có thể tự nghiên cứu được. Kiến thức thì chúng con có thể là dạy miễn phí được, nhưng mà những cái bằng hiện vật này thì chúng ta cần phải mua, đúng không ạ? Đấy, thì với 1 triệu đồng trở lên thì chúng ta sẽ được tặng một cuốn sổ tay và một tờ cẩm nang diện chẩn. 2 cái này mình có thể bỏ vào túi xách mang đi bất cứ đâu, chia sẻ cho bất cứ ai cũng đều có thể hiểu. Bản thân con làm diện chẩn cho bé thì từ lúc mà bắt đầu cho đến hiện tại đi đâu cũng chỉ mang theo cái tờ cẩm nang này thôi là mình có thể giải quyết được rồi. Mình hoàn toàn có thể tra huyệt được mọi lúc mọi nơi và mình có thể nhìn được đồ hình để chúng ta ứng dụng được nhiều hơn nhá. Ở trong cẩm nang thì nó không có đồ hình, nó không có đồ hình, nó chỉ có một chút cái đồng ứng ở phía sau này để mình ứng dụng thôi. Nó chỉ có 2 trang mà màu trắng này thôi, nhưng mà gọi là cũng tạm để mà dùng. Nhưng mà cái cuốn này phù hợp với ông bà bố mẹ này. Ví dụ như bây giờ mình đang đi làm mà ở nhà bố bố bảo là chết rồi, huyết áp của bố tăng mà bố uống thuốc mãi không hạ thì làm thế nào? Bố làm theo cách này đi, bố mở sách này ra, bố mở cái chỗ hạ huyết áp này ra, bố làm theo đúng y như vậy. Thế có phải là rất là tốt không ạ? Trong này nó có bộ huyệt cầm máu nữa, cầm máu. Thì với cái cách mà để chúng ta cầm máu, chúng ta đã cấp cứu được rất là nhiều rồi. Đơn giản như là bố em hôm nọ đang ngủ trưa, xong rồi lúc dậy như kiểu bị tiền đình như chóng mặt, thế là bị ngã, thế là cái đầu này đập vào cái cạnh ghế gỗ ấy, cái ghế gỗ, cái bộ bàn ghế gỗ mà nó có cái những cái hoa văn á, thế là bị chảy máu, bị chảy máu. Cho nên là rất là may ấn được huyệt cầm máu. Mình có bán riêng sách và cẩm nang có ạ, nếu mà bán riêng thì mình cũng có thể mua được ạ. À, cẩm nang 35.000, còn cái cuốn sách này 25.000, rất là rẻ thôi nhá. Nên là ai mà muốn mua để dành tặng cho bố mẹ mình thì cũng có thể đặt hàng được cùng với dụng cụ, đúng không ạ? Cùng với dụng cụ đặt một mình nó cũng được, còn nếu mà mua đơn hàng từ 1 triệu thì chúng em sẽ tặng, và chỉ có trong dịp này mới tặng thôi chứ không phải tặng nhiều, lúc nào cũng tặng, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái phần để chúng ta lan tỏa diện chẩn, và đội ngũ thầy thuốc tự thân thì cũng rất là mong muốn cái chương trình này đến được với nhiều người. Mỗi một người có một cẩm nang diện chẩn cũng chính là cái phần quà tặng sức khỏe cho mọi người và mọi nhà rồi, và đó cũng chính là cái mục đích là người người biết diện chẩn, nhà nhà được làm diện chẩn. Đấy, đấy là giá trị mà chúng em muốn lan tỏa. Ngay mà chúng ta mua thì chúng ta có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với hotline ở bên cạnh bờ vai em này, 0936802660, 0985672660, có thể liên hệ với hotline để đặt hàng, đúng không ạ? Thì cái chương trình này chúng em sẽ chạy đến ngày 20 tháng 11 thôi, để tập trung một chương trình để mà có thể chăm sóc và cũng gói hàng cho nó thuận lợi nhất. Và chương trình này áp dụng từ ngày 11 tháng 11
và kết thúc vào ngày 20 tháng 11. Kể cả mình đặt trước đấy hay mình đặt sau đấy thì cũng không có. Đúng không ạ? Không có. Cho nên là nếu mà chúng ta thực sự muốn nhận thì chúng ta liên hệ đặt hàng sớm, để lỡ là có hết rồi thì cũng không giải quyết được nữa, đơn hàng không giải quyết được nữa nhá. Và cái mục đích của chúng em vẫn là càng nhiều người biết đến Diện Trận thì đó chính là cái ơn phước lớn nhất trong cuộc đời này, và cũng chính là cái phước lành của đội ngũ thầy thuốc tự thân lan tỏa cái chương trình này và dành tặng những phần quà này. Một người học Diện Trận nhưng mà cả nhà có thể biết để mà ứng dụng nó thì đấy cũng là một cái phước phước báu rất là lớn. Dạ. À, mình mua sách thì có thể liên hệ với chuyên viên mà đang hỗ trợ mình này, hoặc là liên hệ với hotline 0936 80 26 60 hoặc 0985 67 26 60.